Mày vô bà con của bác ơi, nút like là miễn phí, nút like là miễn phí nè, bật chuông thông báo là càng miễn phí hơn nữa. Còn comment á thì không tính tiền luôn. Nên là nhớ làm ba cái đó nha, like, comment và bật chuông thông báo lên nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, hello, xin chào các bạn nha, lại là Kid đây. Thì bây giờ đã là gần 1 giờ sáng rồi mọi người. Việt Nam và Thái Lan vừa bán xong những cái trận 4-4 này, 4-4, One Shot và Tiêu Liên. Thì bây giờ Kid và một cái người bạn Thái Lan nữa đang tổ chức một cái trận đấu solo One Shot cho Trapper TV và Gutu giữa hai server là Thái Lan và Việt Nam. Thì cái trận đấu này diễn ra ở server Thái nha mọi người. Kid và cái ông Roulette này, cái ông Roulette này là kỳ cựu quân đoàn Perfect Shot nha, sẽ làm trọng tài trận đấu ngày hôm nay. Đấy thì Gutu chắc là nhiều bạn chưa biết Gutu đâu, còn khá là lắm đâu, nhưng mà server Thái cực kỳ nổi mọi người. Gutu là cái thần đồng khoảng tầm nói chung là còn rất là trẻ tuổi mọi người. Các bạn xem cái video Gutu á, nhìn mặt non chặt à, chắc là khoảng tầm mười mấy tuổi gì đó. Còn Trapper TV cũng là cái người chơi rất là xuất sắc của Việt Nam đúng không? Thì đó, cái trận đấu này sẽ diễn ra giữa server Thái và Việt Nam nha. Hiện tại thì đang bán server Thái mọi người. Trapper và Kid cùng nhau chuyển sang server Thái nha để mà chơi. Về mức độ ping á, ping thì mọi người thấy là ping nó ổn định ở cái mức khoảng tầm hình như là 70 mọi người, 70-80. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau lướt sang vị trí của Gutu trước nha. Gutu là thằng đồng rất là trẻ tuổi của server Thái mọi người. Một cái người mà đang rất là nổi bên Thái Lan luôn. Có nhiều trận mà gọi là bắn ăn lép phế rút luôn mọi người. Đấy. Còn về Trapper TV thì mọi người biết rồi đúng không? Một trong những người chơi PC rất là xuất sắc của Việt Nam mình. Tỷ số là 1-0 cho Gutu rồi mọi người. Trời ơi, mình chưa giới thiệu xong luôn là hết một trận rồi. Thì trận đấu diễn ra giữa Gutu và Trapper TV đó mọi người là sẽ bắn với nhau tổng cộng là 3 trận đấu nha. Thì bạn nào mà thắng trước 2 trận, thắng 2 trận là cũng như thắng luôn. Và đây chỉ là một cái trận đấu giao lưu học hỏi kỹ năng thôi mọi người. Và bắn thật 100%, không có cái chuyện dàn xếp hay là diễn đây nha mọi người. Cả hai bên đều bắn với nhau 100% luôn. Đấy, tại vì cái này có trọng tài đàng hoàng, có trọng tài Việt Nam và trọng tài Thái Lan nữa. Người trọng tài Việt Nam là Kid đâu mọi người. Còn trọng tài Thái Lan là cái ông Roulette bên quân đoàn Perfect Shot của Rook. Đấy, đây là vị trí của Gutu. Do là trận trước là Gutu bắn cực kỳ tốt mọi người, Kid cũng đang thắc mắc là không biết Gutu bắn sao, nên là Kid cũng muốn xem Gutu bắn nhiều hơn. Đấy, thì Gutu là cái người chơi bằng thiết bị là PC nha mọi người, PC nha. Trapper cũng PC luôn. Đây là vị trí của Trapper. Mình chỉ bắn one shot thôi nha. Bắn one shot thôi, không dùng tiểu liên. Bây giờ đã là gần 1 giờ sáng rồi mọi người, gần 1 giờ sáng rồi nên là tất cả mọi người đều rất là mệt mỏi luôn. Nên là bắn xong trận này á, chắc là Kid cũng sẽ đi ngủ đấy nha. Đây vị trí của Trapper. Trả đạn rất là chính xác mọi người, vào thân liên tục. Bắn vào thân á thì không tính nha mọi người, one shot. Cái này one shot. Mình qua bên Thái á mà bắn one shot là đúng cái bài của Thái Lan đó. Họ toàn chơi one shot không à. Nên là các bạn nào mà muốn tập luyện one shot á thì qua Thái Lan để mà chơi nha. Bảo đảm là bao phê luôn. Trận này thì Trapper TV và Gutu đang chơi là hai cái khẩu Desert Eagle mọi người. Không có ai dùng shotgun cả. Còn về như vậy là tỷ số là 2-0 cho Gutu rồi mọi người. Các bạn cứ hình dung này nha, là để mà cho công bằng á thì sẽ có hai trọng tài hai bên. Một bên á là Việt Nam, một bên là Thái Lan. Thì cái người Việt Nam á là Kid này sẽ quan sát cái vị trí của bên Thái Lan là Gutu. Còn lại là cái bạn bên Thái Lan á thì họ sẽ quan sát cái vị trí của Việt Nam mình là Trapper TV này. Để chi vậy? Để đảm bảo cái tính công bằng hai bên đó mọi người. Trong trường hợp là không có bạn gian lận. Chứ lỡ mà Việt Nam đang bắn này, cái ông Gutu kia ông chơi ăn gian móc tiểu liên rồi bắn sao đâu. Nên là mình phải quan sát hai trọng tài hai bên. Đấy, như vậy nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà do là Kid cũng đã có biết đến Gutu một thời gian rồi, nên là Kid cũng khá tin tưởng bạn này. Nên là mình chiếu cam hai bên á, chiếu cam qua cả Trapper và Gutu luôn cho các bạn xem nha. Để cho nó đã mắt mọi người. Chứ xem cam một bên á thì nó hơi chán. Đấy. Nhưng pha ra kèo rất là nhanh đến từ vị trí của Trapper TV. Trapper chỉ bắn những cái kèo mà tay to đâu mọi người, còn những cái kèo mà tay nhỏ thì không chơi nha. Đấy, tại vì cái trình của Trapper cũng cao lắm rồi, nên là bắn mấy kèo mà các bạn bắn dở đó thì nó hơi chán cho Trapper đâu. Trong thời gian sắp tới nè mọi người, thì Kid dự tính là sẽ kết hợp cùng với lại server Thái Lan, cộng với Indo này, cộng với Trung Đông, Ấn Độ, Châu Âu và cả Campuchia nữa, để mà tổ chức những cái giải đấu solo 4-4 này và 1-1 nữa. Nói chung là tất cả thiết bị đều chơi được. Thì đây là cái cơ hội rất là tốt cho những bạn Việt Nam của mình này, gọi là mình giao lưu học hỏi kỹ năng với nước ngoài. Khá là hay mọi người. Đấy thì bây giờ cũng đã là gần 1 giờ sáng rồi, nên Kid bình luận nó hơi mệt mệt chút xíu, mọi người thông cảm cho mình nha.
Đây vị trí của Trapper TV này. 2-0 rồi mọi người, tỷ số là 2-0 nghiêng về Wutu rồi. Để xem là trận này là Trapper gỡ điểm thế nào đây. Mình sẽ đấu với nhau như vậy, tỷ số là 3-0 cho Wutu rồi mọi người. Một pha đạn cực kỳ chính xác của Wutu. Đấy mọi người thấy không, bây giờ là 1 giờ 4 phút sáng rồi. Nên là cả Kid, cả Trapper mọi người và Wutu nữa cũng đều rất là mệt rồi. Nhưng mà ráng bắn cái trận này cho mọi người xem. Tỷ số là 3-0 rồi. Cái này là mình sẽ bắn với nhau tổng cộng là 3 trận nha mọi người. 3 trận đấu nha. Bạn nào thắng trước 2 trận là coi như win game. Đấy, cái ông Wutu này cũng bắn ghê quá. Bên Thái Lan đâu mọi người, thì họ chỉ có bắn one shot thôi. Bắn one shot shotgun này, rồi đi set eagle, nói chung là họ chỉ bắn one shot thôi. Nên là cái việc mà họ chơi one shot á, là cực kỳ giỏi luôn. Thật sự là như vậy mọi người. Còn về bắn tiểu liên súng trường á, thì Kid cũng chưa biết thế nào. Nhưng mà về one shot á, là họ là best ở đó mọi người. Bạn nào không tin á, thì cứ vào nó thử nha. Như vậy tỷ số là 4-0 cho Wutu rồi mọi người. Một pha đạn chính xác của Wutu. Rất là tiếc trong cái trường hợp đó là Trapper hơi bị sơ hở khi mà công đến mà không có bơm kêu ra. Mình có nghe Bơ nói là Bơ chơi từ tận 6 giờ tối lận, mà bây giờ là 1 giờ sáng rồi, tức là 7 tiếng đồng hồ rồi. Đấy nên là chơi trong giờ này cũng khá là mệt đó mọi người. Với lại trước cái trận này đó là Kid và Bơ này, cũng như là Quỳnh Tạ, một số bạn Việt Nam của mình đó, Hưng DJ nữa, có đấu 4-4 với lại cái team của Wutu nữa mọi người. Đấu 4 game rồi. Nên là cái việc mà Trapper bị đuối sức nào mọi người là cái chuyện mà không thể tránh khỏi rồi. Thậm chí bản thân của Kid mà vô xem á, vô xem làm trọng tài không á, mình cũng thấy mệt đó mọi người. Nói chi là Bơ bắn này. Đấy, hy vọng là... Ôi hay quá Bơ ơi, trời ơi. 1-4 rồi mọi người. À mà các bạn ơi, khi mà các bạn xem clip của Kid này, bạn nào mà các bạn quên bật chuông thông báo lên á, thì các bạn đăng ký kênh xong rồi các bạn bật chuông thông báo lên giùm Kid nha. Tại vì cái chuông của Kid á, nó đang bị mất cái chuông mấy bữa nay đó mọi người. Nên là các bạn chịu khó bật cái chuông lại giùm Kid nha. Rồi thì bản thân của Kid á, sẽ cố gắng là xếp thêm nhiều cái kèo nữa mọi người. Nhiều cái kèo solo nữa cho Việt Nam của mình này, được cọ sát giao lưu với nước ngoài. Cái ông Wutu bên kia bắn gắt lắm mọi người, bắn gắt thiệt sự luôn á. Kid phải công nhận là như vậy, tại vì Việt Nam của mình đã bắn với Wutu 2-3 ngày nay rồi. Ông này có khi một mình ổng mà cũng cân 3-4 người team mình mọi người. Khiếp thiệt sự luôn. Nhiều khi các bạn xem một số trận đấu mà Kid up lên á, thì mọi người cũng không xem hết được cái góc nhìn kỹ năng của Wutu. Còn Kid thì đã xem nhiều trận rồi nên là mình rất là hiểu cách bắn của Wutu này. Đấy, di chuyển rất là nhanh đó. Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi nha mọi người, 1 giờ sáng rồi nha. Nên là cái việc mà bắn nó không được hay á, thì mọi người thông cảm nha. Đây vị trí của Trapper TV này. Wutu được 4 điểm rồi nha mọi người, và Trapper được 1 điểm này. Mình sẽ cùng nhau xem vị trí của Wutu. Wutu đang ra đạn rất là chính xác, nhưng mà trúng không khí không à. Đấy, Thái Lan có Rocken đâu mọi người, Rocken đang bị gọi thất tình nên là Rocken không chơi được với Việt Nam của mình. Chứ ít bữa nữa là mình sẽ bắn với lại Rốt nha. Kiếp thấy là mấy cái trận đấu như vậy nè mọi người. Như vậy tỷ số là 5-1 cho Wutu rồi mọi người. Một pha đạn vào đầu chính xác của Wutu này. 5 điểm dành cho Wutu và 1 điểm cho Trapper. Trận này có vẻ như là khá khó khăn cho Trapper rồi. Dường như là Trapper đang bị đuối sức mọi người. Bị đuối sức hay sao đấy, bắn không được tốt lắm. Bây giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi nên là các bạn thông cảm nha. Thì theo Kid á, cái thấy là những cái trận đấu như vậy này, nó là cơ hội mọi người, cơ hội cho Việt Nam của mình này, các bạn gọi là đưa kỹ năng của mình ra thế giới. Đấy, cứ tự tin thôi mọi người, tự tin vào trận bắn hết mình thôi. Cái việc mà mình thua không có gì nhục cả. Mình thắng thì tốt, mà thua thì cứ về tập luyện lại thôi. Rồi sau này tự tin hơn á thì cứ nhắn tin cho Kid một cái, rồi mình hẹn kèo ra bắn lại thôi mọi người. Chứ có gì đâu mà Kid thấy là có nhiều bạn, các bạn sợ thua quá trời quá đất luôn. Tâm ra là các bạn không dám chơi á. Giống như trường hợp của mấy bạn team Việt Nam của mình này, có nhiều bạn bắn hay lắm nha, nhưng mà Kid rủ ra bắn với lại Wutu á thì không dám chơi mọi người, không dám chơi. Tại vì sợ thua. Thua xong rồi về Việt Nam, các bạn fan cộng đồng Việt Nam mình dữ lắm, sợ lắm mọi người. Cộng đồng Việt Nam của mình dữ dội lắm nên tâm ra là YouTuber Việt Nam của mình không dám chơi. Thực sự là như vậy, rất là đáng buồn á. Đấy, giống như trường hợp của cái ví dụ đi, trường hợp của Lê Bình đây. Đấy, Lê Bình cứ thấy là bắn hay đấy, bắn hay cực kỳ luôn. Ví dụ như ai bắn dở nha, mà không chơi á, thì không nói, nhưng mà bắn hay á, mà Kid rượu không chơi thì hơi tiếc mọi người. Bình Việt Nam Kid thấy là gì đâu mà 1-2, Daegu này, Zoro này, là thấy là khiếp luôn. Bình nó bắn hay gì đó mọi người, mà Kid nhắn tin, trời ơi, như vậy tỷ số là 6-1 cho Wutu rồi mọi người. 6 điểm dành cho Wutu rồi, Trapper mới 1 điểm thôi. Cố nào ơi, lạng quạng là tiêu.
Thì nói chung là Bình á, cái thấy là bắn hay á, nhưng mà nhắn tin cho Bình xong rồi Bình kiểu như chắc cũng ngại đâu mọi người, tâm lý đó, tâm lý là sao đó, mà nhắn tin xong là ổng im ru à, không trả lời luôn. Mấy cái kèo trước đó thì nó dễ dễ thì còn nhanh gọn lẹ, còn cái này sau mà nhắn xong là ổng im ru à. Nói chung á, nước ngoài họ bắn một cái là có cái người xem mọi người, có người xem hai bên luôn, nên là bắn cái này nó cũng không phải là cái kiểu mà các bạn nghĩ giống như Trung Đông á. Trung Đông người ta còn sắp xếp cái tỷ số qua lại, còn cái này không có nha mọi người, không có nha. Cái này bắn như bắn thật đấy, mặc dù là bắn giao lưu nhưng bắn thật 100% luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái vị trí của dropper nha. Nên là cái hy vọng là những cái bạn nào Việt Nam chúng ta á, cứ mạnh dạn chơi đi mọi người, cứ chơi thoải mái thôi. Mình thua thì mai mốt mình gỡ lại thôi mọi người, chứ không phải thua hoài đâu mà sợ. Dropper bị dính hai viên DE vào người rồi. Cố lên nào bớ ơi. Trời ơi, lạng quạng là 7-1 ngay. Rất là khó cho Trapper khi mà bây giờ gần như là bơ đang bị kiệt sức rồi, buồn ngủ rồi. Còn cái ông Gutu kia cũng còn sung quá mọi người, sung quá trời sung luôn, bắn khiếp thiệt sự luôn. Cái thấy là mấy ông như Rút này, người ta 7 triệu sub còn không sợ thua mọi người. Việt Nam của mình các bạn thấy là nhiều kênh nhỏ quá mà kiểu như cộng đồng Việt Nam của mình các bạn gắt quá, đâm ra là cứ đàm tiếu lên xuống đó, YouTuber không dám chơi. Trời 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 trời, cái gì vậy? Trời ơi, cái ông Gutu này ông bắn y như là siêu nhân mọi người. Ra đạn là vào đầu, thiết thiệt sự. Ok, như vậy là tỷ số là 7-1 cho Gutu rồi mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị sang cái trận đấu tiếp theo nha. Cái này á, thì mình sẽ có tổng cộng là 3 game mọi người. Cái bạn nào mà về trước 2 game thắng đó thì coi như là thắng luôn nha. Để xem trận thứ hai là Gutu và Trapper bắn sau này.